Xin chào các khán giả đang xem trên kênh Phố Núi TV của mình. Kênh Phố Núi TV chuyên về văn hóa, ẩm thực, du lịch và đời sống sinh hoạt nơi mà mình đang sinh sống. Hôm nay là ngày 15 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình, Hội trường Thôn Tráng nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự ngày hội đại đoàn kết khu dân cư Thôn Tráng năm 2020. Về dự đại hội hôm nay có đồng chí Trần Quốc Bảo, huyện ủy, ủy viên, chánh án, tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng. Thông qua đại hội, đồng chí đánh giá rất cao về khu dân cư Thôn Tráng và hoan nghênh những thành tựu đã đạt được của Ủy ban Nhân dân, Ban Mặt trận, khối đại đoàn thể, Ban Mặt trận khu dân cư, chi bộ khu dân cư đã có sự phối hợp chặt chẽ, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, đời sống kinh tế ngày càng phát triển đi lên. Đồng chí ngoài tặng quà, đồng chí còn bỏ tiền túi 1.500.000 đồng là tiền cá nhân. Về dự đại hôm nay cũng có rất là nhiều những người con đi làm ăn xa quê hương hôm nay cũng về đây, mỗi người có một phong bì trị giá 1.000.000 đồng. Quê mình anh đã mơ được.
chân thành cảm ơn các đồng chí và chúc phong trào văn hóa văn nghệ ngày càng phát triển. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu. Chào mừng kỷ niệm 111 năm
ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 189 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn. Ngày hội là dịp để chúng ta họp mặt ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong 90 năm qua, là vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên của xã, đặc biệt sự quan tâm lãnh đạo của chi bộ khu dân cư, nhân dân khu dân cư đã đoàn kết phát huy truyền thống cách mạng thi đua lao động sản xuất, giành được nhiều thắng lợi to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và tăng cường, dân chủ cơ sở được cải thiện rõ rệt. Trong tình hình khu dân cư và từng bước được ổn định, bình quân thu nhập đầu người là 16 triệu đồng trên một khẩu một năm. Hộ cận nghèo và hộ nghèo giảm, hàng năm gia đình văn hóa đạt 80% trở lên. Công tác an ninh trật tự an toàn xã hội từ lâu năm đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng khu dân cư, luôn phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn để tôi đáp nghĩa tương thân tương ái. Kính thưa các quý vị đại dân cư, phát huy nội lực với tinh thần đoàn kết chân tình để cùng thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động ngày vì người nghèo và cuộc vận động người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống yêu nước, đoàn kết gắn bó với nhân dân của các dân tộc khu dân cư của xã Hòa Bình sẽ giành được thắng lợi trong năm. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng kính mời anh Lý Văn Hoàng thay mặt ban công tác Mặt trận thôn lên nhận quà. Cá nhân của tôi đã tặng bà con khu dân cư 1,5 triệu, ngoài cái phần chung kia. Tôi thay mặt khu dân cư xin chân thành cảm ơn đồng chí Thủ tướng Bảo đã có đến cái thời gian đến dự ngày hội với quân cư và đó có tình thân tặng quà cho quân cư. Xin cảm ơn lần nữa là chúc đồng chí chú và gia đình có nhiều sức khỏe dồi dào, công tác tốt. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình đến từ với ngày hội đoàn kết khu dân cư Hương Trắng. Hôm nay chúng ta đều rất vinh dự và vui mừng được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ngành đoàn thể trong xã. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Triệu Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã lên phát biểu ý kiến và trao quà. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trần Quốc Bảo,
vị ủy viên phụ trách xã, lãnh án tòa án nhân dân huyện. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn bà con nhân dân khu dân cư Văn Trãm, hôm nay chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Ngày 18/1/1930, ngày 18/1/2020, thì khu dân cư Văn Trãm chúng ta tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của mặt trận thống nhất Việt Nam. Ngày nay là mặt trận tổ quốc Việt Nam. Thì trong không khí đoàn kết của ngày hội khu dân cư Văn Trãm hôm nay rất là vui mừng phấn khởi được chào đón đồng chí Trần Quốc Bảo, huyện ủy viên, phụ trách xã, chánh án tòa án nhân dân huyện đến dự theo dõi và chỉ đạo hội nghị. Cùng với sự có mặt của các quý vị đại biểu, bà con về dự đông đủ, đây là cái nguồn động viên to lớn của khu dân cư chúng ta. Trong ngày hội này thì chúng ta đã đánh giá kết quả 25 năm để cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, và 20 năm cuộc vận động ngày vì người nghèo, và 5 năm thực hiện cuộc vận động anh lên đi. Ngày xưa thì tôi thì được trưởng thành từ nơi
chôn rau cắt rốn từ đây. Và quê đây là quê của bố mẹ sinh thành dưỡng dục ra bản thân cá nhân tôi. Thì bản thân cá nhân tôi thì đến đây là đã trưởng thành và thành đạt. Thì cũng báo cáo với toàn thể các đồng chí lãnh đạo thì biết rồi, nhưng mà còn số anh em đi làm ăn xa, rồi tất cả các chị em cũng đi làm ăn xa, thì hôm nay rất vinh dự được về dự cái ngày lễ tại đoàn kết toàn dân tộc. Thì báo cáo với chị em là mặc dù là bản thân thì tôi đã đến tuổi lao động, được nhà nước cho nghỉ chế độ, tức là từ 1/6/2019 thì tôi đã về nghỉ hưu, nhưng mà vẫn được đảng và nhân dân giao cho một cái trọng trách nhiệm vụ, tức là hiện nay thì cũng rất là tự hào, bản thân cũng rất là tự hào thì được thôn hiện nay là đã các đồng chí trong đảng thì cũng đã bầu là phó bí thư chi bộ và giữ cái nhiệm vụ là trưởng ban mặt trận tổ quốc thôn Vĩnh Yên. Đấy là quê gọi là quê chồng, tức là ngày xưa là bố mẹ gả bán đi rồi. Đấy cũng nói một mạng làng quê để cho anh em vui cười một chút. Thế thì hôm nay vừa là vinh dự. Cảm ơn đồng chí Đỗ Quang Đồn, chủ tịch mặt trận ủy ban của quốc xã, xin mời ông lên phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi lễ ngày đại đoàn kết dân tộc hôm nay. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa toàn thể bà con nhân dân, để với không khí với sau là buổi lễ làm việc, chúng ta rất là thương và ghét nghiêm túc buổi lễ kỷ niệm 95 ngày thành lập mặt trận dân tộc. Ta đã có tại đây xin cảm ơn các đồng chí, các vị đại biểu và các vị khách quý. Thế thì báo cáo với bà con chúng ta là buổi lễ chúng ta cũng tại đây. Sau đây xin mời khu dân cư sẽ cho bà con nhân dân tiệc họp và xin mời các đồng chí đại biểu nghỉ ở đây, và sau buổi lễ là các đồng chí ở lại chủ kinh nghiệm và các vị nguyên là trưởng thôn qua các thời kỳ là ở lại công nghiệp với ban chỉ đạo của xã. Xin kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, rất cảm ơn các vị khách quý, vị đại biểu đã dành thời gian đến góp vui với quân cư Trang. Tôi